Xin chào mọi người. Thần y ở rễ chương 5554 đến chương 5555 đã đến lúc bắt đầu. Sau khi Huyền Dương rời đi, bên trong hang động tràn ngập sự sợ hãi cùng tuyệt vọng, khiến người hít thở không thông. Những thành viên đại hội bị bắt trở lại kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất, run lẩy bẩy nhìn qua huyết nhân ngồi tại trên ghế xương cốt kia. Một số người không rõ ràng tình huống, giờ phút này cũng đã kịp phản ứng trở lại. Lúc này huyết nhân đột nhiên chậm rãi đứng lên, từng bước một đi về hướng một hắn. Mỗi một bước đi tới đều phá phát như đang giẫm tại trên lồng ngực đám người, để nhịp đập của trái tim bọn hắn càng thêm kịch liệt. Không cần phải sợ hãi, thanh âm của huyết nhân khàn khàn nhưng lại có sức trấn an kỳ lạ. Thế nhưng thân thể đám người vẫn ngay không được run rẩy như cũ. Không một ai dám lên tiếng. Bọn hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất như đang gặp phải một ác ma. Huyết nhân chậm rãi nói ra. Tôi biết các người hiện tại đối với tôi tràn ngập sợ hãi. Nhưng tôi muốn nói, người để các người lâm vào trong tuyệt cảnh vô tận không phải là tôi mà là đại hội. Đám người run lên cùng nhau cúi đầu không nói gì. Tại trong mắt đại hội, các người chỉ là một công cụ, những côn trùng đáng thương, là thứ có thể tùy ý vứt bỏ, như một con rối bị giật dây, không có tự do thực sự, không có bản thân thực sự. Vận mệnh của các người bị trưởng khống, sinh tử của các người bị tùy ý xét đặt. Lời nói của huyết nhân như một chiếc búa lớn nặng nề gõ vào tâm linh đám người. Nhìn xem bộ dáng các người bây giờ bị Huyền Dương đối xử như súc vật, thật sự là đáng thương mà đáng buồn. Thanh âm của huyết nhân lại lần nữa vang lên. Đại nhân, ngài muốn giết chúng tôi sao? Rốt cục có một người nơm nớp lo sợ hỏi thăm. Anh có thể hỏi các xác chết xung quanh một chút xem sao? Huyết nhân nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người nghe xong trong lòng nguội như tro tàn, cả đám triệt để bị dọa cho hoàn toàn tuyệt vọng. Sao thế, các người không muốn chết đúng không? Huyết nhân đột nhiên hỏi. Đại nhân, chúng tôi không muốn chết, chứ là ngài không giết chúng tôi, ngài muốn chúng tôi làm cái gì cũng được. Mọi người ý thức được còn có khả năng sống sót, gào lên như phát điên. Huyết nhân hài lòng gật đầu. Kỳ thực tôi cùng các người đều giống như nhau, đại hội lợi dụng tôi tu luyện thiên ma công cũng như coi tôi như một công cụ. Tôi nghĩ các người hẳn là đều cực kỳ thống hận đại hội đúng không? Lời nói này vừa nói ra, một số người liền vội vàng gật đầu, còn có một số người lại do dự dự hai mặt nhìn nhau. Sao thế, còn có người vẫn còn lo sợ hay sao? Đại nhân, ngài là muốn chúng tôi cùng ngài đối phó với đại hội hay sao? Đối phó sao? Chuyện này chẳng qua chỉ là báo thù mà thôi, cho là các người tha thứ cho Huyền Dương hay sao? Chuyện này chính các người tự lựa chọn đi. Muốn cùng tôi hợp tác thì ở lại, không muốn hợp tác thì có thể rời đi, tôi sẽ không giết người đó. Huyền Dương một tay khẽ nhấc lên, khe nứt lại lần nữa mở ra. Tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn qua vết nứt, cảm xúc lẫn lộn. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, rốt cuộc có một người trẻ tuổi nghiến răng nói ra. Coi như có ra ngoài, nó không chừng ngày nào đó lại bị Huyền Dương bắn đứng. Đại nhân, tôi sẽ đi cùng anh. Có người dẫn đầu tiên, liền lại có mấy người tỏ ý sẵn sàng đi theo huyết nhân. Hoặc có thể là họ thất vọng với đại hội, hoặc là hận thù Huyền Dương. Dần dần càng lúc càng có nhiều người đưa ra quyết định lựa chọn đứng về phía huyết nhân. Rất tốt. Huyết nhân hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói ra. Nếu các người đã lựa chọn đi theo tôi, như vậy tôi sẽ cam đoan với các người, thù hận của các người nhất định sẽ được báo. Mà cái đại hội này chắc chắn cũng bởi vì chúng ta mà hoàn toàn thay đổi, trở lại với bản tâm ban đầu của nó. Đại nhân, ngài cần chúng tôi làm cái gì? Có người hỏi ra. Rời đi. Huyết nhân thấp giọng nói. Tôi sẽ để các người rời đi, để các người quay lại vị trí ban đầu của mình. Thế nhưng là các người phải làm theo những gì tôi nói, thay tôi đi lấy một số thứ từ đại hội. Huyết nhân chỉ đến gần bên đám người, thấp giọng thì thầm, giao phó chi tiết nhiệm vụ. Vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc, chăm chú lắng nghe từng chữ một. Giao phó xong, Huyết nhân phất phất tay nói ra. Đi đi, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, không thể bại lộ. Đám người nhao nhao gật đầu, quay người hướng về phía vết đất đi đến. Thân ảnh bọn hắn trong bóng đêm dần dần từng bước đi xa, cho đến khi biến mất không còn tung tích.
Quy Nhân một lần nữa ngồi trở lại trên ghế bằng xương, hai mắt khép hờ dường như đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Nhưng rất nhanh, trong miệng của anh phun ra một búng lớn máu tươi. Không được rồi, cổ năng lượng trong cơ thể này vẫn còn quá hỗn loạn. May mắn có Huyền Dương giúp đỡ xử lý tình trạng lộn xộn vừa rồi. Nếu không mình bây giờ thật đúng là không tiện động thủ. Quy Nhân lẩm bẩm, ánh mắt nhìn về phía chiếc áo choàng dính máu nằm trên mặt đất bên cạnh, sau đó đưa tay phất lên. Áo choàng kia trong nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán trong làn gió máu. Hóa ra Quy Nhân bây giờ chính là người mặc áo choàng lúc trước. Anh liếc mắt nhìn chiếc quan tài đặt trong góc, hít một hơi thật sâu. Vì kế hoạch hôm nay phải nhanh chóng ổn định và hấp thu cổ lực lượng này bằng bất cứ giá nào. Anh nhắm lại hai mắt, hai tay kết ấn, bắt đầu thôi động cổ năng lượng hỗn loạn trong cơ thể kia. Rất nhanh, một cổ lực lượng thần bí từ lòng bàn tay của anh cuồn cuộn tuôn trào. Ngay từ đầu, năng lượng trong cơ thể anh tựa như ngựa hoang mất cương tuôn ra tứ phía, để kinh mạch của anh truyền đến từng cơn đau đớn. Nhưng anh nghiến chặt hàm răng, cố nén sự thống khổ, tiếp tục điều khiển những năng lượng này. Theo thời gian trôi qua, trên trán Huyết Nhân che kín mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Thế nhưng là ý chí của anh lại không có chút dao động nào, không ngừng điều chỉnh khí tức, cố gắng để tâm cảnh của mình luôn luôn an tĩnh như nước. Dần dần những năng lượng hỗn loạn kia bắt đầu dưới sự dẫn dắt của anh hội tụ đến đan điền, nhưng lúc này áp lực trong đan điền mãnh liệt gia tăng, phảng phất như một quả khí cầu sắp nổ tung. Anh mười phần cẩn thận bắt đầu dựa theo khẩu quyết tâm pháp của thiên ma giáng lâm quyết, từ từ cẩn thận điện hóa những năng lượng này. Mỗi một lần vận chuyển công pháp đều như đi trên trìa của vách đá, một chút không cẩn thận để sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Không biết trôi qua bao lâu, năng lượng trong đan điền rốt cục còn bắt đầu dần dần trở nên trầm ổn. Được Quý Nhân từng chích một luyện hóa hấp thu, anh có thể cảm giác được lực lượng của mình đang không ngừng tăng cường, kinh mạch dưới sự dung nhập của cổ lực lượng này cũng đang không ngừng trở nên cường hãn hơn. Không biết là trôi qua bao lâu, cũng tạm ổn rồi. Anh chậm rãi đứng dậy để đến phía trước quan tài đang nằm trong góc kia, sau đó mở ra nắp quan tài. Bên trong là một người thân hình hoàn toàn sơ cứng. Mặc dù đôi mắt của thân ảnh này còn có thể chuyển động, nhưng toàn thân hắn lại là giống như hóa đá, không cách nào động đậy, chỉ còn có một hơi thở yếu ớt duy trì tính mạng cho hắn. Nhìn thấy quan tài bị mở ra, trong mắt người kia tràn đầy vẻ kinh hãi, nhưng khi nhìn thấy rõ đối phương, hắn mừng rỡ như điên, không ngừng chuyển động hai mắt dường như đang muốn biểu đạt tin tức gì đó. Nhưng Huyết Nhân trước mắt này chỉ nhàn nhạt cười với hắn. Thân ảnh này trong lòng hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên ý thức được có gì đó không đúng. Sau đó bên trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. Anh là đang muốn Khải Nguyên giúp đỡ hay sao? Rất đáng tiếc, đứng ở trước mặt anh không phải là Khải Nguyên. Hắn chết rồi. Chắc hẳn anh rất tò mò tại sao tôi lại mở ra quan tài, đúng không? Đó là bởi vì tôi muốn để anh tận mắt chứng kiến toàn bộ đại hội bị tôi hủy diệt như thế nào. Huyết Nhân khàn khàn nói, tiếp đó liền lùi lại hai bước, giơ ra một ngón tay nhanh chóng lướt đi trên mặt đất. Rất nhanh, một trận văn ma trận kinh khủng được anh vẽ ra. Hiện tại đã đến lúc bắt đầu